Chào cả nhà, tiếp tục cho anh em một dòng sản phẩm dòng bếp từ hàng nội nhật anh em nhé. Hôm nay thì hay gọi là dòng là mặt la gồ. Thông tin sản phẩm đây anh em, Panasonic G32S các bạn nhé. KZA3S32 các bạn này. Đấy, dòng Panasonic là cái dòng sau của Lationa. Thì cái kiểu dáng này thì Lationa cũng có và Panasonic cũng có các bạn nhé. Cái phím thì mình đã thay xính cái tem phím mới rồi. Cái phím này thì nhiều khi anh em dùng nó bị bật, mình thay hẳn cái bàn phím mới cho em bấm nó thời trang đẹp. Anh em phải có thể dính thêm một cái lớp để can trong suốt đây để bảo vệ cái phím này và đỡ bị nước nó chảy vì mạch các bạn nhá. Hệ thống lò nướng này rất hay, là các bạn sử dụng là các bạn không cần phải cắt phần mặt trước này. Mặt trước này hoàn toàn là không có phím bấm, chỉ có công tắc ở đây thôi. Đấy, dòng này thì mình cũng lên video thường xuyên cho anh em rồi. Gọi dòng Lago, Palago, tức là nó sẽ gồ phía ở trên. Đấy, gọi thế cho anh dễ phân biệt anh em nhé. Thì trang bị cho bạn là một bếp 2,5 kg này, một bếp 3 kg này, không ngoại 1,2 kg và một lò nướng ở đây 2 kg anh em nhé. Mặt miếng rất đẹp, dòng này thì trông nó form, nó cái form kiểu đời mới, thời trang đẹp luôn. Vinilock hết nhé, đấy vinilock nhá. Đây, mặt kính, mặt phấn đá nhám các bạn nhé. Thì cái này thì những con nào mình có điểm trừ mình nhiều báo cáo các bạn luôn. Đây có điểm trừ nó xước này, xước răm này, tức là để cái lồi cái di lại nhiều thì xước chỗ này, các bạn nhìn điểm xước hay chưa. Tôi là thì xước ít thôi, này một chút này thôi, thầu ngoại rất là ít, chắn mỡ nguyên zin theo máy luôn. Hạt thành vách hai bên đây, dòng này thì anh em tháo ra bên trong có ngất ngây, nó cực nhà sáng sạch đẹp. Đây chắn mỡ các bạn, để có đề tất cả bên mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Lưu ý một chút thì dòng này anh em lên sử dụng điện qua đi qua các bạn nhé. Còn nếu có điều kiện thì mình mua một cái đầu nguồn chuyên dụng ấy, về đúng đường điện 200V của bếp thì dùng cực kỳ bền và ổn định hơn. Đưa lại cho bạn cái thông số. Tất cả các dòng bếp thì đều là 200V các bạn nhé. Đấy, đời 2011 luôn. Đấy, ok mình nhé. Anh em cần alo qua số điện thoại 0979665264. Xin chào anh em ở những video sau.